Ngày nay, khi nghĩ về các nền kinh tế phát triển tại châu Á, chắc chắn Hàn Quốc là một cái tên không thể bỏ qua. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, chỉ vài thập kỷ trước, Hàn Quốc là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, còn Nhật Bản lại vượt trội và dẫn đầu khu vực. Từ khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc vào thập niên 1950, Hàn Quốc đã đi lên từ đổ nát và nghèo đói. Trái lại, Nhật Bản đã đạt những thành tựu to lớn nhờ vào viện trợ quốc tế chủ yếu từ Hoa Kỳ nhằm xây dựng lại nền kinh tế sau Thế chiến thứ hai, tạo nên một trong những nền công nghiệp tiên tiến nhất vào thập niên 1970. Tuy nhiên, câu chuyện phát triển của Hàn Quốc lại khác biệt. Bằng cách áp dụng các chính sách kinh tế định hướng nhà nước và công nghiệp quá xuất khẩu, nước này đã từng bước vượt qua Nhật Bản, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao như chất bắn dẫn, điện thoại thông minh và sản xuất tàu thủy. Một trong những yếu tố quan trọng giúp Hàn Quốc đạt được thành công đó chính là vai trò của các chaebol, các tập đoàn gia đình như Samsung, LG, Hyundai và SK Group. Những tập đoàn này đã dẫn đầu trong việc chuyển đổi và phát triển ngành công nghiệp trong nước nhờ vào sự hỗ trợ lớn từ chính phủ thông qua các chính sách khuyến khích, dễ dàng tiếp cận vốn và trợ cấp. Chính phủ đã giúp các chaebol phát triển vượt bậc và đủ sức cạnh tranh quốc tế, từ đó tăng trưởng nhanh chóng ở nhiều lĩnh vực công nghệ cao. Năm 1938, Samsung chỉ là một công ty kinh doanh cá khô và mì. Hiện nay, đã trở thành tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực điện thoại thông minh và chip bán dẫn. Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển đã giúp Samsung vượt qua các đối thủ Nhật Bản như Sony và Panasonic. Không chỉ về chất lượng sản phẩm mà còn về tốc độ đổi mới. Trong khi Nhật Bản dựa vào mô hình K-Gitsu với các công ty kết nối qua sở hữu chéo và phi tập trung, thì hệ thống chipbon tại Hàn Quốc được kiểm soát chặt chẽ bởi gia đình sáng lập, cho phép quyết định nhanh chóng về đầu tư và đổi mới công nghệ. Điều này cực kỳ quan trọng trong thị trường toàn cầu ngày càng biến động. Từ thập niên 1990 trở đi, khi các tập đoàn Nhật Bản như Sony bắt đầu lạc hậu và đối mặt với những hạn chế, các chipbon của Hàn Quốc là phát triển mạnh mẽ, chuyển dịch sang các lĩnh vực công nghệ cao như điện thoại thông minh và chất bán dẫn không chỉ vượt qua Sony, Samsung đã trở thành người đi đầu về điện tử tiêu dùng vào cuối thập niên 2000. Trong khi Hyundai đã dần chiếm lĩnh thị trường ô tô quốc tế vượt mặt Nissan và Mitsubishi. Bên cạnh vai trò của các Chibon, một yếu tố quan trọng khác giúp Hàn Quốc vượt qua Nhật Bản là cam kết đổi mới và đầu tư mạnh vào công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực chắc bán dẫn. Samsung và SK Hynix đã vươn lên trở thành các nhà sản xuất chip hàng đầu vượt qua các công ty Nhật Bản như Toshiba và NET, những công ty đã từng dẫn đầu ngành này vào thập niên 1980. Ngoài sự phát triển sớm của mạng 5G đã giúp các công ty Hàn Quốc nhanh chóng bắt kịp với xu hướng công nghệ toàn cầu, đồng thời mở ra những cơ hội mới trong phát triển các công nghệ thế hệ mới. Điều này trái ngược với Nhật Bản, nước vốn duy trì sự phát triển trong các lĩnh vực truyền thống, nhưng lại gặp khó khăn trong việc đổi mới công nghệ. Sự vượt trội về tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc, còn thể hiện qua GDP bình quân đầu người, khi Hàn Quốc đã vượt qua Nhật Bản tính theo sức mua tương đương, nhấn mạnh vào sự gia tăng mức sống của người dân. Đây là cột mốc quan trọng khi xét đến việc chỉ vài thập kỷ trước, Hàn Quốc còn là một quốc gia cần sự viện trợ nước ngoài. Một trong những yếu tố dẫn đến kết quả này là giáo dục. Hàn Quốc đã đầu tư mạnh vào giáo dục, tạo nên một lực lượng lao động có tay nghề cao. Ngược lại, tại Nhật Bản, tiền lương trì trệ và bất bình đẳng gia tăng đã ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng cuộc sống. Sự vươn lên mạnh mẽ của Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là một kỳ tích kinh tế mà còn là minh chứng cho sức mạnh của chiến lược phát triển đúng đắn dựa trên đổi mới công nghệ và các chính sách đầu tư thông minh. Ngày nay, Hàn Quốc không chỉ là cường quốc công nghệ mà còn là biểu tượng của ý chí vươn lên không ngừng. Thế nhưng, trong quá trình phát triển này, các chia cũng đối mặt với nhiều chỉ trích về tham nhũng và sự tập trung quyền lực kinh tế quá mức. Qua câu chuyện trên, chúng ta có thể thấy rằng mỗi quốc gia đều có con đường riêng để phát triển và thành công chỉ đến khi có sự đổi mới không ngừng cùng với các chính sách phù hợp. Hàn Quốc là minh chứng cho việc một quốc gia dù bắt đầu từ nghèo nàn, chiến tranh vẫn có thể vươn lên trở thành cường quốc kinh tế hàng đầu khi hội tụ các yếu tố đổi mới, đầu tư và công nghệ và sức mạnh ý chí của con người